Theo thống kê của thành phố Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2024, thành phố đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan chiêm bái và tổ chức hướng dẫn cho hơn 70 đoàn khách đến tham quan. Bình quân mỗi ngày, các điểm di tích trên địa bàn thành phố đón từ 1.500 đến 2.000 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến vừa qua, lượng khách đến các di tích đền chùa tại thành phố, như đền trần đền mẫu, chùa chuông, chùa phố, đông đô quảng hội, lên tới 9 đến 10.000 lượt khách mỗi ngày. Ngoài việc chú trọng quảng bá tuyên truyền giới thiệu về mảnh đất con người và các di tích lịch sử ẩm thực đặc trưng, thành phố Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý di tích, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách.